con nói chuyện này với mẹ được không? Mẹ. Cái gì? Mẹ cái gì? Con cố tình con nói nhỏ nhẹ mà mẹ la một cái. Con muốn rớt tim ra ngoài luôn, con nói thiệt bây giờ tim con nó thòng chắc cũng ghê lắm rồi đó. Không biết con may mắn hay bất hạnh có được một người mẹ mà cảm xúc lúc vui hay lúc buồn cũng có một gương mặt một à. Con thì lần này mẹ thương con, mẹ chiều con lần này đi. Mẹ hứa với con là mẹ ngồi im sau khi con nói xong câu chuyện, mẹ hãy nói, mẹ đừng cắt lời con. Mẹ chỉ cần trả lời có hoặc không, đối với con là thú lắm rồi. Được không mẹ? Ừ. Nói đi. Phải chi mấy chục năm nay mà mẹ có cái cảm xúc này với con, chắc con không biết sợ ai bao giờ đâu. Dạ thôi bây giờ con vô thẳng vấn đề nha. Không, mẹ cho phép con được công khai sợ vợ con trước mặt mẹ và em gái được không? Cái gì? Trời ơi, cái gì này là cái cảm thán về cái cảm xúc chứ không phải là trả lời có hoặc không. Con muốn nghe mẹ nói có hoặc không. Câu hỏi con hỏi xong rồi đó. Xong rồi phải không? À dạ. Chỉ có một câu gọn lõn vậy thôi đó phải không? Dạ, câu gọn lõn vậy thôi mà con lấy hết sự bình tĩnh của con trong suốt thời gian vừa qua con mới dám hỏi mẹ. Dạ. Cái này là về cảm xúc, về tình hình sức khỏe chứ không phải là câu trả lời. Lẽ mẹ đang bị đau họng hả? Mẹ không trả lời được. Không, mẹ không có bị đau họng, mà bà đang không được vui. Mẹ cảm thấy là mẹ khó chịu ấy mà. Chết rồi, không lẽ gì câu hỏi của con mà làm cho mẹ khó chịu, mẹ khó ở trong người. Thôi trời, thôi coi như là con chưa hề hỏi câu hỏi này đi. Mẹ cứ trở lại là người mẹ bình thường của con thỏ nào đi. Mẹ cứ mạnh dạn la con, mẹ cứ mạnh dạn cái gì với con đi. Con chứ con sợ mẹ bị ức chế, mẹ dồn nén trong người. Mà mấy người lớn tuổi mà dồn nén cái chuyện này trong người thì dễ dẫn đến cái chuyện đột quỵ rồi chết rồi lúc đó con. Cái gì? Cái gì? Hả? Bữa nay con dám mở miệng nói là mẹ đột quỵ mẹ chết hả? Muốn mẹ chết trước không? Dạ không, cái chuyện này con không dám nói, con không dám suy nghĩ đâu. Tại vì con nghe vợ con nói cho nên con nói lại thôi chứ. Được. Cái gì cũng vợ con, cái gì cũng vợ con. Vợ con nói cái gì cũng hay, nói cái gì cũng đúng phải không? Nhưng mà có một cái duy nhất là không đúng. Cái gì không đúng hả mẹ? Nói giỡn trong đường. Nè, xuống ăn cơm đi, đừng để tao chờ hoài nè. Dạ, dạ con xin lỗi mẹ. Xin lỗi em. Không có gì đâu. Xin lỗi chồng. À, thôi ăn cơm đi. Vợ con xin lỗi rồi kìa. Vợ con sao vậy? À, con không biết nữa nhưng mà con thấy người con nó không ổn. À, con khó chịu, khó ở trong người. Ừ. Con dâu. Sao tự nhiên hôi cơm tanh cá vậy? Ừ. Như vậy là con có bầu rồi hả? Khoan. Hả? Mẹ im lặng. Mẹ đừng hỏi con gì nữa. Chờ con xíu. Mẹ hỏi lại. Con dâu, con có bầu rồi hả? Con dâu hỏi cho tự nhiên. Con dâu, vậy là con có bầu rồi hả con dâu? Nói cho mẹ nghe coi, phải không? Bây giờ con thấy sao? Con thấy trong người của con sao? Là nó mệt, rồi nó hôi tôm tanh cá phải không con? Dạ. Dạ, con thấy là nó khó chịu á mẹ. Ừ. Xong rồi con đi mua que về thử, thì con thấy nó lên 2 giặt. Đây. Vợ của tôi, đứng lên. Đứng lên. Quý vị khán giả thân mến, đây là dòng heo của vợ tôi lúc chưa có bầu. Và sau này nó sẽ bự lên, vợ tôi sẽ có con. Mẹ tôi sẽ có cháu. Em gái tôi cũng có cháu luôn. Và tôi được làm cha. Cảm ơn vợ nha. Nhờ vợ có bầu mà từ nay anh được sợ vợ công khai luôn đó. Ây cha, nghĩ lại á, La mà mày thật là thông minh. Và nhờ cái sự thông minh của mày mà bây giờ mày đã lên một level hoàn toàn khác. Nhưng mà đã phóng lao thì phải theo lao. Đã giả là phải giả cho đúng. Coi coi. Các triệu chứng khi mang thai. Thank you.
đây. Em làm gì em vô phòng chị rồi em len lén lúc lúc vậy? Đâu có đâu. Mẹ nói là em mang thau nước này vô á cho chị ngâm chân, nước thuốc á. Ngâm đi chị. Không gì? Lát nữa là nguội á, không ngâm được nữa. Đâu? Mẹ nói á là chị phải thật là dịu dàng và nhẹ nhàng. Không sao, cái gì mình chị đánh vậy thì chị làm được. Đau không? Đau chị. Em có phải là em gái ruột của anh Hổ không vậy? Em là em gái ruột của anh Hổ nè. Có dông nào đi ăn dựa em không vậy? Nó có. Sao bữa nay em khác quá vậy? Ồ em khác hả? Bộ em đẹp lắm hả chị? Bữa nay em chu đáo hơn đó. Trời ơi Huệ, em làm gì bất ngờ quá. Không có, chị ngâm chân đi. Lát nữa nước nguội á không ngâm được nữa. Được rồi, để chị ngâm cho, để chị ngâm. Rồi, chị ngâm chân nè. Ngâm đi chị. Ừ, em làm gì làm đi. Ngâm đi nha. Ừ, làm gì làm đi, đi đi đi. Nói nghe nè, mốt vô phòng chị nhớ gõ cửa với lại ra đóng cửa chị. Đi đi lại. Dạ dạ. Anh làm gì vậy? Phòng này của anh vô có gì đâu mà la sầm vậy. Bộ quên lời mẹ dặn rồi hả? Phải nói nhỏ nhẹ, em mà lớn tiếng chị hai giật mình cái ảnh hưởng tới thai nhi, hiểu chưa? Rồi, nhưng mà nhà mình anh làm gì lén la lén lút như ăn trộm vậy? Lén mà lén. Anh đang tập trung coi mấy cái clip cũ. Đi 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 đi. Nhớ nha, là phải xa nhau ra nha. Chị dâu nha. Đóng cửa. Dạ biết rồi. Ơi, nóng quá à. Dạ. Vậy ăn ngâm chân hả? Ừ. Sẵn tiện anh bóp chân luôn cho nha. Tưởng làm gì thôi. Có nhiều người nóng đàn ông á thèm khát được bóp chân cho vợ mình, nhưng mà mắc cỡ sĩ diện không dám làm cái chuyện đó. Có gì đâu mà mắc cỡ. Nóng hả? Nóng, nó nóng quá à. Em nổi ngâm cái chân này, ngâm cái chân nóng này. Nóng em. Em phải ngâm nó mới quen chứ em để chơi hoài nó cứ nóng hoài ha. Đó. Trời ơi. Con trai của mẹ giỏi quá ha. Mẹ. Ráng chăm sóc vợ bầu nghe con. Dạ. Làm à? Dạ mẹ. Con muốn ăn cái gì nói em tiếng đi rồi mẹ nấu cho con ăn. Dạ có ăn gì cũng được mẹ. Trời đất ơi, ăn gì cũng được là sao? Con phải ráng ăn để bồi bổ cho cái cháu nội đích tôn của mẹ trong bụng của con đó. Mẹ lo là mẹ lo cho cháu của mẹ chứ mẹ lo gì cho con. Trời. Nói nghe nè, tôi đang có chuyện rất vui luôn. Trời ơi, em mất gặp kể cho nghe. Không, chuyện đó phải gặp mặt má được. Tức là vậy nè, nếu mà mình chỉ cần thông minh một tí xíu thôi thì mình sẽ đổi đời. Tôi đang làm gì hả? Tôi là má thiên hạ. Chuyện này phải gặp kể mới được. Nó qua đây cũng tiện lắm. Ê, cúp máy nha, có gì nói chuyện sao nha. Ok. Đây, dạ tìm thuốc bắt nóng hổi đây. Ăn liền đi con. Nè, nãy giờ mẹ lúa với mẹ làm hả? Ừ. Con không ăn đâu mẹ ơi, con không thích cái món này, nhìn đen thui sợ lắm, không biết mẹ ăn đi. Sợ cái gì? Trời ơi, cái này mẹ phải thức cho thiệt mà sớm. Mẹ đi mua về hầm cho con ăn đi nè. Con ăn đi. Trời ơi, bổ cho cháu nội của mẹ chứ không phải bổ. Ráng ăn nha, ăn cho đừng làm được chăng nè. Mẹ, con có ý kiến này con nói ra mẹ coi được không ha? Mẹ là rất thương con dâu, thích nấu đồ ăn cho con dâu ăn để tẩm bổ, đó là một điều rất là đáng quý. Nhưng mà trước khi nấu á, mai mốt mẹ ra bộ mẹ hỏi vợ con thích ăn món gì, mẹ nấu món đó, mẹ đỡ cực mà vợ con thích nữa. Nhiều khi nấu món mà vợ con thích ăn, ăn vừa hói ra cũng vậy, uổng dạ, công mẹ lắm. Dạ chồng con nói đúng đó mẹ. Chồng con nói đúng ha. Dạ. Cái này chỉ là mới có một phần thôi, bây giờ còn phải nghe cái phần quy định của mẹ nữa đây nè. Trời ơi. Quy định của mẹ. Quy định thứ nhất là bắt đầu kể từ bây giờ, con dâu không được ra ngoài, dễ bị động thai. Hả? Quy định thứ hai là con dâu không được xài máy tính, không được cầm điện thoại, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của cháu nội của mẹ. Quy định thứ ba là con dâu phải đi tới đi lui mới sanh được lẹ. Quy định thứ tư.
Nói tóm lại là bây giờ em vẫn theo đuổi cái vụ chiếc vòng ở nhà Vũ Nguyên, bởi vì em nghĩ đây là cái cách em lấy lòng chị Hạnh à. Đúng, vì đó là một con đường nhanh nhất để em lấy lòng dì Hạnh, để cho dì Hạnh thúc giục anh Hải Anh cưới em. Trời ơi, em không cần phải lụy má chồng em như vậy, em hiểu không? Em ước ao được trở thành con dâu của một gia đình gương mẫu như vậy, một gia đình có tôn ti trật tự. Vợ là phải biết sợ chồng, mà chồng là phải là trụ cột của gia đình, phải là một người oai phong lẫm liệt, lúc nào cũng được kính nể hết. Ôi, Trâm ơi, một Trâm, gia đình trong mơ. Trâm, dạ. Em có bị mất nhận thức không? Chị chưa thấy ai lấy chồng không phải vì chồng mà là vì ba má chồng hết á Trâm. Đúng rồi, em không có mê chồng, em mê được làm dâu của ba má chồng em thôi. Trời ơi, em mê được làm dâu. Ờ. Còn nói về cái chuyện làm dâu nha, bà đừng coi thường tôi. Sao vậy? Lam bây giờ khác rồi. Lam bây giờ không chỉ một màu lam nữa mà là nó nhiều màu hơn rồi, cầu vồng luôn rồi đó. À. Cuộc đời tôi bây giờ có cầu vồng rồi, bởi vì sao? Tôi đã có bầu. Hả? Hả? Và khi tôi có bầu thì tôi phải đứng đầu. Hả? Đó. Và tôi đứng đầu thì tôi phải nắm đầu. Cái gì vậy? Mà tôi nắm đầu ai? Tôi nắm đầu chồng tôi một cách công khai, mà má chồng tôi còn hết sức ủng hộ nữa. Ủa là sao? Không hiểu. Thì bây giờ tôi có bầu rồi. Đó, bây giờ chồng tôi, gia đình tôi phải cưng tôi, cái gia đình chồng phải cưng tôi, nên má chồng cho tôi muốn làm gì đó tôi làm. Chưa hết nha, để khoe nha. Đây nè, đây nè, thấy cái gì không? Ý, trời ơi, tự nhiên có đồ chơi em bé. Bà mất nhận thức giống con Trâm rồi đó. Sao vậy? Bà không thấy cái chữ này hả? Gì? SOS. Là gì? Cái này là cái gọi là thiết bị báo động đó. Bây giờ nè, tôi ngồi đây nè, mà tôi có chuyện gì tôi chỉ cần ấn nút, ấn nút, vậy là tất cả mọi người trong gia đình chồng tôi sẽ định vị theo cái chỗ tôi đang ngồi tới để ứng cứu. Nhớ rồi, nhớ rồi. Cái này nè, cái này là bữa là chị Quyên, vợ của anh Vũ ở trên xe lăn cũng có một cái. Cái này người ta gọi là AIGS nè. Chị gì? Em nói gì? AIGS. Trâm ơi, AIGS mà em nói đó là S là bệnh, một căn bệnh gọi là bệnh truyền nhiễm, bệnh thế kỷ. Chứ cái này là cái SOS. À đúng rồi, SOS đó, cái đó đó. Là bộ chị nhớ không? Mình vô nhà bà Quyên đó, nhờ có cái này nè, bà bấm nút một cái là ông Vũ ông chạy về có mặt liền đó. Đúng rồi. Trời, tôi như là mẹ thiên hại rồi, bà biết không? Không, bữa tôi đang ngồi trên phòng á, tôi ăn tô bún riêu xong á, khi tôi làm miếng dọn á, khi tôi bấm xong, má chồng tôi tưởng có chuyện gì lật đật chạy lên xong đó. Má ơi, con mệt quá, má dọn giùm con tô bún riêu. Bà vừa dọn, bà vừa chửi, mà bà chửi sau lưng, bà không chửi trước mặt á. Trời ơi, có bầu cái muốn là mẹ được luôn. Trời, hả? Chị là giờ là mẹ thiên hạ rồi em. Trời ơi, sướng quá vậy, sướng quá vậy. Ê, mới nhắc tới con bầu em ói quá. Ủa cái gì như cái máy vậy? Trời, sao muốn quả quá vậy? Thôi nhưng mà chị làm nó nghe nè, sao chị may mắn quá vậy? Chị may mắn vậy á, hay là chị giúp em điều tra vụ chiếc vòng đi, để chị lấy cái may mắn qua cho em hơn giống như chị vậy đó. Đúng rồi đó, trước tiên thì tôi cũng chúc mừng bà cho tình mẹ chồng nàng dâu bà khăng khít hơn từ đây cho đến ngày bà bể bầu ha. Còn cái chuyện nó nhờ là đúng á, tôi với nó bị lộ hết trơn rồi, giờ còn mình bà giúp giùm nó đi, cái tụi tôi đứng ở ngoài tụi tôi ủng hộ. Được rồi, tôi sẽ giúp. Ơi. Ê, hả? Hẹn hò chấm cơm để gặp gỡ những trái tim cô đơn đến với nhau nè. Thích quá. Ôi, chị có chồng rồi chị thích vậy? Chị thích giùm em. Ờ, dạ. Hỏi hoài. Lam. Dạ? Đi nè. Lâu rồi á? Tình hình ổn rồi. Ổn không? Rất ổn, tình hình rất ổn. Ủa rồi dần sao? Thì... Vô đi. Mời cô vô nhà. Cô ngồi đi. Cảm ơn anh. Chào anh, tôi là hàng xóm của anh. Tôi tên là Lam. Tôi đang là trưởng phòng kinh doanh của một công ty xây dựng AE. Chắc anh nghe tên công ty rồi chứ hả? Tôi cũng từng nghe. Công ty của tôi nổi tiếng lắm. Thì hiện nay tôi có một cái khảo sát để tham khảo ý kiến khách hàng. Để đánh giá về cái mức độ, chắc là trong ngành anh hiểu mà đúng không? Tôi hiểu. Thì bây giờ anh có thể cho tôi xin một cái ý kiến cá nhân của anh thôi. Okay. Khi anh đọc cái điều đó anh cảm thấy như thế nào?
Ok. Tìm bạn 24h.com. À, tôi không tìm bạn, tôi đi tìm đồ thôi. À, đây. À, xin lỗi. À, chắc nhầm ha. À, dạ dạ. Nhầm. Hẹn hò phụ nữ cô đơn online. Tìm bạn bốn phương, tìm bạn chat. Số điện thoại, máy bay bạc. máy bay bà già. Anh đọc tìm gì bạn trai. À, anh đọc gì tôi không hiểu luôn á. À, đây. À, cái này là tôi lụm được trước cửa nhà anh đó. À, chắc là quảng cáo người ta quăng vô nhà đó mà. Hiểu rồi. À, à đúng rồi, bản khảo sát đây nè. À, không ngờ cô làm chung ngành với tôi ha. Thật ra thì tôi là kỹ sư xây dựng cầu đường. À vậy ha. Vậy thì tốt quá rồi. Vậy anh coi đi, anh coi ngồi coi đánh giá. Mấy cái này thì tôi có thể giúp cô được. Vậy trong lúc anh ngồi coi, tôi có thể tham quan nhà anh được không? Được chứ, thoải mái ha. À, có gì cô cứ nói thật lòng cho tôi biết nha. À, cái giọng đẹp quá. Anh có thể cho tôi mượn tôi xem được không? Chiếc giọng đó à? Đúng rồi. Hiện tại thì chìa khóa là do vợ tôi đang giữ, cho nên tôi không thể nào mở ra cho cô xem được. Thông cảm nha. Chìa khóa vợ anh giữ? Đúng rồi. Ôi, anh thương vợ anh quá ha. Dạng như là đưa vợ giữ tay hồng chìa khóa vậy. Tất nhiên, vợ của mình mà. Mình không thương thì thương ai bây giờ? Không những tôi thương, mà tôi còn rất là sợ. Hả? Rất là sợ, sợ vợ lắm. Tất cả mọi chuyện trong gia đình thì đều do vợ tôi quyết hết. Nhiệm vụ của tôi là làm thật là nhiều tiền, đem tiền về cho vợ giữ. Trời ơi, kiểu đàn ông như anh trên cõi đời này là chết hết rồi đó. Còn mình anh sống thôi đó, nên ráng sống tốt đừng để chết sớm. Tôi thì thấy rất là bình thường mà. Vợ của mình mà không sợ, sợ ai bây giờ đúng không? Dạ. Trước sau thì cũng phải sợ, cho nên mình tự nguyện mình sợ trước cho chắc. Tiếc quá, thực sự là tôi thấy cái giọng rất đẹp. Tôi muốn mượn cái mẫu đó về tôi đặt một cái kiểu y chang như vậy. Ủa mà cái giọng này thì vợ anh mua ở đâu vậy, hay được ai tặng? Chiếc giọng đó thì do là mẹ vợ tôi đưa lại cho vợ tôi đeo. Tôi biết là như vậy. Mẹ đúng. Vợ anh? Đúng rồi. Đưa cho vợ anh? Ừ. Rồi từ đâu mẹ vợ anh có, anh biết luôn không? Hình như là tôi nghe vợ tôi nói là bà ngoại truyền lại cho mẹ vợ, rồi mẹ vợ mới truyền lại cho vợ. Dạng giống như là vật bảo bối đó mà. Bảo bối. Công nhận dòng đẹp quá mà không biết sao, rất là muốn lấy mẫu về đó mà, để ấy. Hổ ơi, con ở chạy con xuống đi cho mẹ biểu coi. Cái gì mà mẹ la quá trời vậy? Vợ con nó báo động nguy cấp, bây giờ mẹ con mình phải qua cứu nó liền. Dạ, mẹ đi trước đi, con sẽ nói bước theo sau. Ừ. Được rồi, hay lắm, đụng tới vợ tao là không yên đâu. Sao anh nhìn tôi dữ vậy? Cô nói thật tôi biết đi. Có phải là cô đang rất là cô đơn? Cô đang cần tìm một người để tức là giải bày tâm sự đúng không? Và người đó chính là tôi. Hả? Cứ thoải mái nói thật tôi biết. Anh nói gì tôi không hiểu gì luôn á. Hình như á, người nhà cô kiếm cô kìa. Em gỡ gỡ giùm tôi nhé. Gỡ gỡ. Không, vô lẹ quá. Ôi cái gì gỡ. Không, vô. Nè, cậu làm gì mà cậu ôm vô tôi vậy hả? Đứa nào nhúc nhích tao bắn. Hay quá ha, đồ giang phu giam phụ ha. Ngày hôm nay dám lợi dụng vợ của tao ha. Đây, mẹ của tôi là người đã phát hiện ra vợ của tôi đang bị người này hãm hại nhờ cái tiếng chuông báo động, cho nên ngày hôm nay tôi qua đây tôi cứu. Còn đây là tôi, mặc dù là một thằng sợ vợ nhưng ngày hôm nay tôi không sợ nữa, tôi tới đây để giải cứu vợ của tôi. Trời ơi, tại sao mày không quay cái cặp này đi rồi tự nhiên quay vẻ với con làm gì? Tấn công nữa hả? Tấn công. Vụ gì bình tĩnh. Vụ gì vậy? Bình nữa hả? Hiểu lầm rồi không phải vậy. Hiểu lầm là sao? Giải thích đi. Hẹn hò nơi gặp gỡ những trái tim cô đơn đến với nhau. Vậy là sao? À đúng rồi, thích. Đúng rồi, để tôi giải thích. Cái này bây giờ trên mạng á, người ta quảng cáo nhiều lắm. Ị đụng luôn, ở đâu cũng có hết. Cái quảng này... cáo thôi. Nè, cái này là ở trên mạng. Nè, anh đọc đi. Cô giỡn mặt hả? Đưa tờ giấy đen thui mà kêu người ta đọc. Lột cái mắt kiên xuống. Thôi có chữ. Hẹn hò.com nơi gặp gỡ của những trái tim cô đơn đến với nhau. Cái này là tờ rơi quảng cáo ở trên mạng, không biết đi ngang đi ngửa sao người ta dính vô người em. Rồi là cái gì mẹ với anh làm gì dần rần rần ra đây rồi chửi, rồi làm đủ thứ kiểu hết. Trời ơi, rồi mặt mũi con để ở đâu? Vui gì đâu.
con dâu, con dâu. Vợ vậy? Ủa bị sao vậy? Không. Đỡ vợ tôi, phụ cho lên. Không. Buông ra, buông ra, không được. Buông ra. Hả? Nè, con bỏ máy xuống. Con đưa vợ con đi về liền, rồi má chạy về lo cho nó. Nha, nó trúng gió rồi, nhẹ đi con. Má. Đi, đưa vợ về đi. Để con mở cửa cho cô. Không, anh đứng im đó. Một là anh đưa vợ tôi về, hai là anh ở đây, anh không được ra ngoài. Định trốn hả? Để tôi đưa vợ con về cho. Trời ơi, trời ơi. Vợ tôi để tôi đưa. Đây, lẹ lẹ. Để tôi gặp cho Biển Thảo luôn chứ. Đây là cái mặt. Đưa con gạt vợ tôi nè. Hiểu lầm rồi, hiểu lầm rồi. Cái gì vậy trời? Đây anh em mày râu ơi, sợ vợ sống được lâu. Sợ vợ ta mới ngầu, nên sợ vợ ta mới giàu. Vợ ta nên ta sợ thôi, sợ vợ có gì sai. Vợ mình là luôn đúng, vợ mình xinh